Còn về phấn nước thì bên Kim Anh có loại này. Đây, đây là nữ hoàng phấn tươi. Cái hộp phấn tươi này thì nó được chiết xuất từ rất là nhiều loại trái cây. Và đặc biệt đó là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc, nhân sâm Hàn Quốc. Và khi mà các chị em mình vừa vừa sử dụng làm phấn để make up ha. Nè, đánh lên. Nè, cực kỳ mịn luôn. Đó, đánh lên cái là cái da nó mịn liền lập tức và nó tiệp liền vào cái da của mình luôn nha các chị em mình nha. Và khi mà nó make up rất là nhanh. Đây là nữ hoàng phấn tươi nha, giá chỉ có 750 thôi, nhưng mà nó vừa là phấn mà vừa là dưỡng da cho các chị em mình luôn. Nó được chiết xuất từ rất là nhiều loại trái cây nè, và đặc biệt đó là nó được chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc ha. Nó là nữ hoàng phấn tươi nè, có nguyên cái mặt kim âm trình hình trên này nè, nó thấy không? Cả nhà mình ủng hộ Kim Anh nha. Ngày mai, sáng ngày mai 5 giờ